Cẩn thận, cẩn thận. Ôi trời. Nào chỗ nào? Đẹp mà thế mà. Nhảy xuống luôn. Nhảy mà đi chứ, nhảy chất đẹp mà. Đâu đâu? Lên lên, chạy lên lấy cuốc. Nhìn nhá, nhìn nhá, nhìn nhá. Nhìn đằng kia đã không mà nó chạy mất. Ôi. Chui mà này. Mệt quá. Cưỡi thở. Ấy sao 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 kia. Nhìn nhá. À đây rồi, nhìn thấy đầu đây rồi. Đâu đâu? Kia kia kia. Đâu? Nhìn đi. Đây. Đấy, nhìn đi. Thấy không? Thấy không? Phóng mẹ đi từ đường khác ăn cứt. Đấy sao sao? À đây nè. Đâu? Đây đây, chạy đi đi. Thấy. Đây cây ngã từ bên này nhìn mới thấy. Nhìn giá cái đường. Đây đây đây. À, chú tiếp, cuộc tiếp. Chắc đến đây rồi, chuẩn bị vô về. Sao chẳng nó phi ra luôn luôn đấy. Mệt quá. Mà tối. Đấy, nhìn thấy dạ dàng luôn. Đấy, ôi. Đấy. Đây rồi. Chạy đâu. Bắt à. Em biết chắc như đây. Sao đi sao bắt rồi cắn chết. Ấy. Ôi giời, sao nó chạy đi rồi. Nhìn xem mặt kia. Quý nhá. Mở cuốc tiếp đi. Nó hơi ánh nắng là rắn nó ra ngay mà trời này. Thì hụt kỳ hụt phải là chạy vã mất. Hang rộng nhỉ, hang này quá rộng thì phải sợ mấy con đấy. Bữa thì nhìn mấy cái cà không được. Phật ra cái em thích lắm. Nhìn thấy tỏi đây ở đây à? Tỏi mà. Đây rồi. Đâu? Rồi nhưng mà nhìn nó cái khóa. Này nhìn. Đưa đưa. Máy máy vào đây. Đấy, nhìn thấy hình đấy chưa? Đấy, 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 rồi. Vỗ nhá. Một con trâu. Ô, con này bị nào ấy? Bị nào ấy? Kéo. Túm đầu ấy. Con này bị nào ở sườn ấy? Ở bụng ấy? Chắc nó cắn nhau đấy. Chắc nó cắn nhau với con rắn gì đấy. Nó ghim. Nó ghim chắc lắm. Con này cắn nho con gì rồi. Này mọi người nhìn này. Cắn nho con gì mà bụng nó loét hết ra này. Sưng hết lên này. Đưa 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 cái cặp ra. Ê. Ôi. Cẩn thận cẩn thận. Ôi trời.
Ghê thế con này à? Đúng là rắn hoang dã. Gầm, gầm gừ ghê. Túm đầu, túm đầu, túm đầu, túm đầu. Cặp, 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 cặp gần lại chẳng luôn. Đấy. Ồ, con này nó bí nào nhá? Bị cắn nhau. Cắn nhau. Khả năng trong này còn nữa. Còn có nữa. Trong ma này chắc chắn còn có nữa. Gầm cái gì? Đây, cho mọi người xem đây. Lấy cái túi ấy để cuốc tiếp. Có hai anh em đi. Cắn nhau. Khó cúm quá. Đâu thì vậy? Đấy, cắn lên. Bị thương không? Ghê không? Khủng dữ. May là trâu đấy, chứ nếu mà con khác là mệt người của nó. Thôi được rồi, thành quả này là xứng đáng rồi. Xuống, cuốc tiếp. Cầm xuống. Biết rồi, từ để đây để bắt. Bỏ cái ngóc nha. Khả năng là vẫn còn nữa, bởi vì là nó cắn nhau như thế là còn kiểu gì nữa. Còn cắn nhau chắc chắn là còn. Còn thì nó có vết cắn nhau. Ui, thôi rồi. Ui, đéo được rồi. Con này gì nặng lắm. Ui, ui con đéo gì. Ui, thì bảo con đéo gì. Con là con gì ấy. Ui, trời ơi, có cái gì nào. Ui, đi bã luôn. Đấy, ui giời, đéo này. Màn thông đây à? Đây đây. Này, ra đấy rồi. Ra này, đầu ra đây. Hai đầu à? Ô, con này nhiều hổ mang nhưng mà đây đéo nào, nó trắng thế. Đâu rồi? Đây đây. Ôi trời ơi. Ôi, bạn loại này lạ lắm, chưa gặp bao giờ đâu. Ôi trời ơi. Cuốc tiếp, cuốc tiếp, cuốc tiếp. Nó có ra, nó có chui ra đấy không? Chui ra được không? Đéo thấy nó ra đằng này, nó lại quay lại. Thế hãy anh bịt 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 cho đây, cuốc tiếp xem nó làm gì. Ôi trời. Đừng có sờ, đừng có thò tay vào chẳng là chết đấy, con này nó cắn. Chưa biết con gì. Ai chết được. Thảo nào con trâu kia bị nó cắn cho mẹ. Con trâu kia chắc bị nó cắn thì mẹ gần chết rồi. Ông rắn không ạ? Đây đây ông này. Đây ông nhìn thấy chưa? Đấy. Ui to quá nhỉ. Vâng. Này thì đúng là đúng quay vớ bở rồi. Cẩn thận không quốc vào người đó. À, kia đấy, ấy à hay có bây giờ mở cái này khi nó ra đấy. Mở cái đấy, cửa mà ra đấy. Lúc nãy nó ấy ở đấy nhưng mà bịt mà. Ai giời. Đầu đây rồi. Đầu đấy rồi đúng không? Cẩn thận đấy. Cẩn thận đấy. Xin chưa? Nó còn đang ấy. Còn đấy thì. Ui. Kinh khủng. Đấy và đầu nó lên đấy mà. Đầu lên à? Cái bộ thằng này, bộ thằng này. Đấy, nhẹ nhẹ đó, không mà phải vào người đó ấy. Đầu ngăn lên đấy đấy. Ôi trời ơi. Con này thì một tháng không phải đi đánh bắt, không phải đi săn rắn. Đợt này về nghỉ thôi. Con này nó cắn thảo nào mà. Con này nó cắn con lúc nãy cho vừa bắt được cùng cái hang này không ạ? Nhưng mà con một trâu. Con rắn trâu bị con này nó cắn cho sưng hết người này. Kìa, con trâu đẻ kìa. Con trâu cũng to nhưng mà không bằng con này. Vứt ra ngoài này này, vứt ra ngoài này xong thì bắt này chẳng mà nó cắn chết. Quá quá đẹp này. Bé này bắt được con rắn đẹp này đấy không ạ? Quá đẹp. Còn đây mà ngâm rượu này. Đẹp lắm. Ôi dồi. Đây, ghê nhờ. Kinh. Còn đây một đó. Gì? Bạch xà quá. Con này thì hả không em? Và đúng rồi, bạch này này. Nhưng mà con này là cắn là đi đúng không? Bạch đấy, có bạch đấy. Thế là được rồi. Phục con người hết.
Thế là hôm nay thế là được rồi. Đấy, ông đấy nhiều khi Lộc nó đến bất ngờ đang đi xa trên đường này bắt đầu nhìn thấy mà con đấy đó. Nhìn mà nó này, nó nhẵn này. 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 Đấy, mà rắn đấy. Kinh không? Này. Nhẵn thín. Châu nó cắn thì chả cái gì, chỉ sợ hổ mang này nó cắn thôi. Thôi đi về thôi. Xin chào anh em. Chào ông nhé. Ui, thấy chúng mày xì xào đấy. Cảm ơn ông.